Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Góc nhìn khán giả của VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát sóng trong chương trình. Xúc động tình người sau vụ cháy làm 6 người thiệt mạng ở Hải Phòng, chia sẻ của khán giả Duy Nghĩa, trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Bất chấp quy định, cơ sở giết mổ sử dụng nhựa thông để làm thịt gia cầm. Phản ánh của khán giả Xuân Nguyễn có số điện thoại 0968 và 3 số cuối 455. Những căn nhà bỗng dưng mất lối ra vào. Phản ánh của khán giả Vân Hằng, trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Xe quá tải hoành hành trên địa bàn huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979 và 3 số cuối 687. Nghệ An, rác thải tràn lan trước cổng doanh nghiệp, phản ánh của khán giả Thùy Dương có số điện thoại 0166 và 3 số cuối 728. Đồng Tháp, nghề đan mê bồ đang khởi sắc, chia sẻ của khán giả Nguyễn Khắc Bình từ số điện thoại 0124 và 3 số cuối 367. Thành phố Hồ Chí Minh, trẻ em hào hứng với vai nông dân tại vườn rau thú nhỏ, chia sẻ của khán giả Nguyễn Hồ có số điện thoại 0906 và 3 số cuối 963. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vụ cháy trên đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, rạng sáng ngày 29 tháng 12 đã để lại nỗi đau mất mát của người thân, 6 nạn nhân và cả tình người trong hoạn nạn. Từ trưa ngày 29 tháng 12 đến chiều ngày 30 tháng 12, người dân ở khu phố nơi xảy ra vụ hỏa hoạn đã tổ chức quyên góp từ thiện để giúp đỡ gia đình các nạn nhân xấu số. Có mặt tại đây, khán giả Duy Nghĩa, trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã ghi lại một vài hình ảnh về nghĩa cử cao đẹp này và chia sẻ cùng với chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng sớm ngày 30 tháng 12, con phố Nguyễn Đức Cảnh, đoạn trước ngõ 136 đông nghịt người. Cảnh sát giao thông phải làm việc rất tích cực để không xảy ra tắc đường do nhiều người nghe tin vụ việc khi qua đoạn ngõ muốn đi chậm lại để theo dõi. Nhiều người không cầm được nước mắt khi nhắc tới vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trong phút chốc đã cướp đi sinh mạng của ba thế hệ trong gia đình. Tiếng thở dài của người đứng trên vỉa hè lẫn trong tiếng còi xe dưới phố. Tấm bạt treo trên cây màu đen in dòng chữ kêu gọi quyên góp cho gia đình các nạn nhân. Những người dân nơi đây đứng quanh một hòm tôn, liên tục nhận tiền của người đi đường và không quên nói lời cảm ơn, cầu chúc bình an. Có những người bán hàng rong, bán khoai sắn, có mức thu nhập hàng ngày rất ít ỏi nhưng vẫn sẵn sàng rút tiền quyên góp. Rồi có những cháu học sinh đeo khăn quàng đỏ, lấy tiền ăn sáng đút vào hòm. Tối qua trời lạnh, nhiều người phóng qua thấy vậy liền quay xe lại để quyên góp. Đứng ở đây tiếp nhận tấm lòng hảo tâm của mọi người, người dân khu phố này cũng cảm thấy ấm lòng vì những người biết sẻ chia lúc hạn nạn. Đứng trước những cái hoàn cảnh mà tang thương như thế này thì bà con dân phố chúng tôi cũng muốn là làm một cái việc thiện để mong là làm sao mà giảm bớt cái nỗi đau cho tang chủ.
Thưa quý vị và các bạn, một thùng tiền quyên góp từ mọi người đã được chuyển tới nhà tang lễ vào đêm 29 tháng 12. Người dân nơi đây cho biết sẽ tiếp tục đứng quyên góp cho gia đình nạn nhân đến chiều ngày 30 tháng 12. Tiền trong hòm tôn sẽ không kiểm đếm mà giao thẳng cho gia đình. Có mặt tại nhà tang lễ Viện Y học Hải quân vào trưa nay 30 tháng 12, khán giả suy nghĩa quan sát thấy 6 tấm cáo phó treo trước cổng khiến nhiều người đi đường chú ý. Phía trong sân, mọi người mang theo những vòng hoa trắng đi lại lặng lẽ trong tiếng kèn ra diết. Trong làn khói hương nghi ngút, những người đến viếng không ai bảo ai, cứ ôm chầm lấy người thân các nạn nhân đang đứng đáp lễ, rồi bật khóc rưng rức. Trước khi tiến hành hỏa táng tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ ở Nghĩa Trang Ninh Hải, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, gia đình sẽ đưa linh cữu 6 nạn nhân qua ngõ 136 theo tập tục của địa phương. Việc chôn cất thực hiện ở một nghĩa trang của huyện Thủy Nguyên. Chia sẻ với khán giả Duy Nghĩa, anh Nguyễn Chiến Thắng là anh trai của nạn nhân Nguyễn Quang Vinh cho biết, gia đình vô cùng xúc động khi nhận được sự động viên của nhiều người. Nhiều người, dù không quen biết, nhưng đi qua đường thấy lễ tang cũng vào thắp hương chia buồn. Rồi bảy Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh nghe thấy tin cũng đi máy bay ra đây để tụng kinh cho 6 người thân của anh. Vào chiều qua 29 tháng 12, Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân đã tổ chức họp khẩn về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận với sự tham gia của lãnh đạo các phường, ban quản lý, các chợ và đại diện lực lượng cứu hỏa. Theo đó, các phường tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra phổ biến tới người dân, tiểu thương ở các chợ, các nhà hàng, khách sạn để phòng cháy nổ, nhất là trong mùa hanh khô. Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Trần Phú, nơi em Nguyễn Thành Trung học, đã phát động quyên góp thêm được khoảng 40 triệu đồng giúp đỡ gia đình nạn nhân. Chiều ngày 29 tháng 12, nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm cuối năm, Đoàn Thanh tra Đột xuất An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang vừa có buổi kiểm tra tại cơ sở giết mổ gia cầm Nguyễn Thị Cầm Trướng, ngụ tại ấp Long Hòa 1, xã Long Phú, huyện Long Mỹ. Qua đó, phát hiện cơ sở này dùng nhựa thông để làm sạch lông gia cầm. Một số hình ảnh về buổi kiểm tra đã được khán giả Xuân Nguyễn có số điện thoại 0968 và 3 số cuối 455 ghi lại và gửi tới phản ánh cùng chương trình. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở giết mổ gia cầm Nguyễn Thị Cầm Trướng chưa xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào có liên quan đến ngành nghề kinh doanh. Bên cạnh đó, tại hiện trường, đoàn đã phát hiện cơ sở sử dụng dung dịch màu đen đã qua gia nhiệt để làm sạch lông gia cầm. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, tịch thu 32 con vịt đã qua làm sẵn. Theo nhận định của cơ quan chức năng, số gia cầm này có thể đi tiêu thụ sang nước khác chứ không phải Việt Nam. Toàn bộ số gia cầm đã tái màu, ngâm trong thùng nước đá cùng nồi chứa nhựa thông đã qua nung nấu. Tuy nhiên, chủ cơ sở giết mổ gia cầm đã không hợp tác ký tên vào biên bản và có thái độ quá khích với đoàn. Theo khán giả Xuân Nguyễn được biết, dung dịch màu đen là chất etophol được phát hiện năm 2012 là hóa chất công nghiệp, không được phép dùng trong thực phẩm. Bộ Nông nghiệp cấm không cho sử dụng vào việc nhổ lông gà, vịt và nằm trong danh mục cấm sử dụng của Bộ Y tế. Nó có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe con người về lâu dài. Điều đáng nói, hình thức sử dụng nhựa thông trong giết mổ gia cầm đã bị nghiêm cấm và bị cơ quan chức năng Hậu Giang Thanh kiểm tra xử phạt rất nhiều lần trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, khán giả Xuân Nguyễn nhận thấy do ý thức kém, ham lợi nhuận mà nhiều chủ cơ sở đã bất chấp pháp luật. Được biết, hình thức sử dụng chất cấm trong giết mổ gia cầm bị xử phạt theo quy định của nhà nước từ 30 đến 40 triệu đồng. Theo khán giả Xuân Nguyễn, cơ quan chức năng cần thường xuyên tiến hành thanh kiểm tra đột xuất và lặp lại tại các cơ sở giết mổ và xử phạt thật nặng để ngăn chặn tình trạng làm ăn bất chấp nguy hại đến sức khỏe của người tiêu dùng còn khá phổ biến hiện nay. Trong công trình thi công mở rộng quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, do nền đường đi qua đoạn này được nâng cao lên 4 mét, lề đường lại sát vào nhà dân đã khiến hàng chục căn nhà nơi đây bị bịt kín cả mặt tiền, không còn lối ra vào nhà, gây rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày của người dân. Thực trạng này đã được khán giả Vân Hằng, trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phản ánh tới chương trình qua những hình ảnh mà chị đã ghi lại được. Mời quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây. Để mở rộng quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, đơn vị thi công đã đổ đất nâng mặt đường lên 4 mét, lề đường lại sát vào nhà dân, khiến các căn nhà dân hai bên đường bỗng dưng không còn lối ra vào vì mặt tiền nhà đã bị bịt kín.
nhiều căn nhà xây 2 tầng, chỉ còn lại tầng trên vì tầng dưới đã bị che lấp. Nhiều căn nhà trệt, nhà cấp 4 bị che gần đụng mái, khiến việc đi lại hàng ngày của người dân chỉ còn cách leo lên dốc đất đá để ra vào nhà. Đường mới làm bây giờ là cái chiều cao cũng khoảng 4 mét, mà đất thì xét vô có tả ly rồi. Bây giờ bà con chúng tôi mà khi có cái gánh hoặc cái xe Honda đi lên đi xuống, chỉ có dắt không khó khăn quá nên mình cũng lắm lúc cũng sợ tai nạn nữa. Theo khán giả Vân Hằng, được biết, khi mở rộng quốc lộ 1A, người dân nơi đây đã chấp hành tốt việc đền bù giải tỏa để giao mặt bằng cho công trình. Nhưng khi công trình tiến hành việc thi công mở rộng, đơn vị thi công đã làm theo thiết kế là nâng cao mặt đường đoạn này lên gần 4 mét, trong khi lề đường lại ăn sát đến nhà dân, đã khiến các hộ dân nơi đây bị mất cả lối ra vào nhà. Các xe máy phải dắt men theo dốc đất để vô nhà. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Qua chương trình, chị Hằng hy vọng có thể truyền đạt nguyện vọng của người dân nơi đây. Rất mong các cơ quan chức năng nên tìm phương án nào đó để có thể giải quyết tình thế khó khăn hiện nay để người dân có lối lên xuống, ra vào nhà. Một phản ánh đáng chú ý khác đến từ khán giả Trần Mạnh Hải có số điện thoại 0979 và 3 số cuối 687. Anh Hải cho biết, mặc dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt và xử lý các xe chở quá tải ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nhưng vì lợi nhuận phục vụ cho xây dựng trong khu kinh tế Vũng Áng, nên các lái xe và chủ doanh nghiệp vẫn cố tình vi phạm. Được biết, mỗi ngày trên các tuyến đường trọng điểm của huyện như quốc lộ 1A, quốc lộ 12C xuất hiện hàng trăm lượt xe quá tải chuyên chở vật liệu xây dựng tự cải thành thùng xe, chở quá tải gấp 4 đến 5 lần trọng tải cho phép. Việc này đang khiến những con đường ở đây xuống cấp nghiêm trọng. Để phục vụ xây dựng trong khu kinh tế Vũng Áng, trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải các loại của các nhà thầu Đại Hiệp, Sông Đà Năm, mỏ đá Cơn Chia, Khe Giàn, Tiến Thuận tấp nập chở đá hộc, đá răm từ các mỏ đá xuôi về đại công trình Formosa. Vào hết xe nào cũng cơi nới thành thùng, chất đầy đá cao ngất ngưởng, phóng như bay trên những tuyến đường chính của huyện Kỳ Anh. Chính vì thế, huyện Kỳ Anh được xem là điểm nóng, hay thậm chí là lãnh địa của xe quá tải. Khi các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc dẹp nạn, một thời gian sau, cảnh tượng từng đoàn xe quá tải chạy sầm sập trên đường ở Kỳ Anh đã không còn. Tuy nhiên, thay vì chạy vào ban ngày, chúng chuyển sang chạy vào ban đêm. Khi mà các lực lượng chức năng nghỉ, thì hàng chục chiếc xe tải liền rời chỗ ẩn nấp, tiếp tục hành trình. Điểm đến của những chiếc xe này chính là các mỏ vật liệu xây dựng. Càng về khuya, lượng người tham gia giao thông ít đi, lại càng thuận lợi để xe quá tải hoạt động hết công suất. Từng đoàn xe lại nối đuôi nhau, rầm rập, giày xéo các tuyến đường. Theo phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải, Kỳ Anh là địa bàn có lượng xe quá tải hoạt động mạnh và rầm rộ nhất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, bởi nơi đây là một đại công trường đang trong quá trình xây dựng. Trong đó có dự án Formosa, mỗi ngày trên các tuyến đường chính như quốc lộ 1A, quốc lộ 12 có hàng trăm lượt xe tải, xe ben tự ý cơi nới, bê chắn thùng xe để chở quá tải gấp 4 đến 5 lần so với thiết kế. Khoảng 18 giờ hàng ngày, đội quân này bắt đầu hoạt động. Lộ trình cố định của những đoàn xe chạy đêm này là mỏ khai thác đá quốc lộ 12C, quốc lộ 1A, công trường Formosa. Đây cũng chính là tuyến vận tải huyết mạch của rất nhiều doanh nghiệp vận tải khi coi khu kinh tế Vũng Áng là miền đất hứa. Xe quá tải luôn tranh thủ hoạt động hết công suất trước khi trời sáng, sau đó trở về đỗ tại các gara, bến bãi để nghỉ, tiếp tục lộng hành vào đêm hôm sau. Điều đáng nói, mặc dù nhiều lần các ban ngành chức năng của tỉnh đã ra quân để dẹp tình trạng quá khổ, quá tải của xe, tuy nhiên chỉ một thời gian sau, tình trạng trên lại tái diễn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Thời gian gần đây, nhiều người dân khi đi qua công ty trách nhiệm hữu hạn Prexvin ở cụm công nghiệp Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An thấy rất bức xúc vì công nhân, nhân viên của công ty này thiếu ý thức vứt rác thải, đặc biệt là túi ni lông trước cổng công ty ở bên đường, ngay cạnh cánh đồng của nhân dân địa phương. Một số hình ảnh về thực trạng này đã được khán giả Thùy Dương có số điện thoại 0966 và 3 số cuối 728 ghi lại và phản ánh tới chương trình. Những hình ảnh được ghi lại mới đây tại con đường ngay trước mặt công ty trách nhiệm hữu hạn Prexvin ở cụm công nghiệp Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Rác thải chạy dọc ven đường. Đa phần ở đây là túi ni lông các loại, đủ màu sắc nằm rải rác. Có chỗ rác tập trung thành đống, tràn cả xuống chân ruộng của người dân. Không được thu gom xử lý, những đám ni lông này đang gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan nghiêm trọng ở một khu công nghiệp hiện đại. Khán giả Thúy Dương cho biết, công ty này có quy hoạch một bãi rác thải cạnh đó khoảng 20m, nhưng không biết vì lý do gì mà rác thải trước cổng công ty này ngày một nhiều lên, rác trên cả trục đường. Chị Dương còn cho biết thêm, Prexvin là một công ty may mặc sẵn các sản phẩm hàng cao cấp, có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, có khoảng 3.000 công nhân. Thực trạng rác thải vứt bừa bãi này xảy ra từ lâu, nhưng ban quản lý công ty cũng như chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp để khắc phục, để môi trường sống và làm việc trong sạch hơn. Gửi clip tới chương trình, khán giả Thùy Dương hy vọng những đống rác này sẽ sớm được thu gom, dọn sạch để đảm bảo vệ sinh cũng như cảnh quan khu vực. Cũng như những làng nghề có truyền thống khác của tỉnh Đồng Tháp, làng nghề Đan Mê Bồ của xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh từ lâu đã được nhiều người biết đến. Thời gian gần đây, nghề này phát triển trở lại và đặc biệt là vào vụ Tết, những người còn bám nghề đều thấy vui. Sau đây, mời quý vị các bạn cùng đến với clip chia sẻ của khán giả Nguyễn Khắc Bình từ số điện thoại 0124 và 3 số cuối 367 để cùng tìm hiểu về làng nghề truyền thống này. Nếu như trước kia, mỗi công đoạn để làm ra tấm mê bồ, vỏ hay ruột đều được bà con thao tác bằng tay, từ chẻ nan, lách ruột. Thì giờ đây, các công đoạn này đều làm bằng máy. Sản phẩm của bà con nơi đây làm ra được các vựa và thương lái từ Đồng Tháp và An Giang thu mua tại chỗ. Mê bồ không chỉ được sử dụng trong nước mà còn làm mặt hàng xuất khẩu tiểu ngạch. Tại cái ngày này không có đất ruộng đó. Nghèo khổ mình phải yêu cái ngày này, cái đầu mê bồ nè. Nên mình tới hồi ông già rồi tới đời con, tới đời chú luôn. Từ đây đến Tết là hút dịch tới tháng 3 luôn á. Là mấy tháng kia nó là giá nó không được hút, nó hút được 3 tháng. Hiện nay, làng nghề này đang được đầu tư quy hoạch nhằm khôi phục và phát triển bền vững, đồng thời tạo công ăn việc làm cho lực lượng nông nhàn ở vùng quê này, nhất là đối với lao động nữ. Một khu vườn thu nhỏ với đầy đủ các loại rau quả sạch vừa mới xuất hiện gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các bậc cha mẹ cùng với bé tự tay trồng và thu hoạch những loại rau này. Điều đặc biệt là vườn rau này mở cửa xuyên suốt vào 2 ngày cuối tuần và hoàn toàn miễn phí. Đó là những chia sẻ mà khán giả Nguyễn Hồ có số điện thoại 0906 và 3 số cuối 963 đã gửi tới chương trình cùng với đoạn clip sau đây. Trồng rau như thế nào? Các loại rau thu hoạch ra sao? Đó là những câu hỏi được giải đáp trong quá trình học trên lớp. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên em Nguyễn Trung Khang, học sinh lớp 5 trường tiểu học Lê Lai, khi đến vườn rau thu nhỏ tọa lạc ở số 28, đường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, tận tay mình xúc đất, gieo hạt, trồng và thu hoạch các loại rau quả xanh. Từng bước trong quá trình trồng rau của một nông dân được em thực hiện một cách nhanh chóng và thành thục. Không chỉ em Nguyễn Trung Khang mà hầu hết các em nhỏ tham gia vui chơi tại vườn rau này đều hết sức hào hứng. Mặc cho cái nắng giữa trưa, mặc cho mồ hôi ướt đẫm trên từng khuôn mặt, thế nhưng các em vẫn hăng say lao động.
Các em càng thích thú hơn khi những thành quả của mình sẽ được đem về nhà hoặc chia sẻ với những bạn cùng tham gia với mình. Hôm nay con đến đây thì con thu hoạch được rau dừa, rau quế và đậu bắp với lại rau mồng tơi. Thấy rất là bổ ích vì được trồng thêm những cây và được biết thêm nhiều kiến thức rộng. Đây là mô hình rất là hay và mình cũng mới thấy lần đầu tiên đấy. Trước đây thì nó có ở những cái khu trò chơi, nhưng mà nó thiên về vấn đề trò chơi nhiều hơn là thực sự là các cháu phải canh tác, phải trồng và trong cháu thu hoạch. Thì cái này nó đúng là những cái gì mà các trẻ em thành phố giờ nó đang thiếu. Mình cũng hy vọng là cái mô hình này, mình nghĩ là nó mới nhưng nó sẽ được nhân rộng nhiều thêm ở thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, để các cháu nó biết được cái sống với thiên nhiên như thế nào và biết được giá trị của những cái sản vật mà các cháu nó dùng, có như thể hàng ngày đơn giản thôi nhưng mà nó có một cái giá trị, có cái công sức của tất cả những người lao động, những ông nông dân, những bác nông dân. Rồi cái lá nào non này, cái lá này non này con lặt luôn. Ăn cái lá con cứ thương. Sân chơi này không chỉ giúp ích cho các em học sinh mà còn tạo cho phụ huynh thêm yên tâm khi cho con mình tham gia một sân chơi an toàn và lành mạnh. Khán giả Nguyễn Hồ cho biết đây là sân chơi do công ty cổ phần đầu tư Nature Square xây dựng với mong muốn giúp các em vừa chơi vừa học, mở rộng thêm kiến thức về thiên nhiên, tạo sự thoải mái sau những giờ học căng thẳng trên ghế nhà trường. Đồng thời, qua đây các em nhỏ sẽ hiểu hơn về quá trình lao động của một nông dân, để từ đó các em biết trân trọng thành quả lao động của con người. Thưa quý vị, ngoài những sự việc tai nghe mắt thấy, bắt gặp trên đường hay những tồn đọng đang gây ra những bức xúc tại địa phương, quý khán giả cũng có thể chia sẻ cùng chúng tôi những cảm xúc, ấn tượng đẹp của cá nhân sau mỗi hành trình đã trải qua, hay những tấm gương người tốt việc tốt xung quanh mình qua góc nhìn riêng của quý vị. Còn bây giờ, phần cuối chương trình, mời quý vị các bạn cùng điểm lại các clip đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Vụ cháy trên đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng rạng sáng ngày 29 tháng 12 đã để lại nỗi đau mất mát của người thân 6 nạn nhân. Từ trưa ngày 29 tháng 12 đến chiều ngày 30 tháng 12, người dân ở khu phố nơi xảy ra vụ hỏa hoạn đã tổ chức quyên góp từ thiện để giúp đỡ gia đình các nạn nhân xấu số. Việc làm này thể hiện tình người với người. Dù không phải họ hàng thân thích, nhưng mọi người vẫn sẵn lòng chia sẻ với gia đình nạn nhân trước mất mát đau thương. Chia sẻ của khán giả Duy Nghĩa, trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Chiều ngày 29 tháng 12, nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm cuối năm, Đoàn Thanh tra Đột xuất An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang vừa có buổi kiểm tra tại cơ sở giết mổ gia cầm Nguyễn Thị Cẩm Trướng, ngụ tại ấp Long Hòa 1, xã Long Phú, huyện Long Mỹ. Qua đó phát hiện cơ sở này dùng nhựa thông để làm sạch lông gia cầm. Đây là hóa chất công nghiệp không được phép dùng trong thực phẩm vì có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe con người về lâu dài. Phản ánh của khán giả Xuân Nguyễn có số điện thoại 0968 3 số cuối 455. Trong công trình thi công mở rộng quốc lộ 1A, đoạn đi qua xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Do nền đường đi qua đoạn này đã được nâng cao lên 4 mét, lề đường lại sát vào nhà dân, đã khiến hàng chục căn nhà ở nơi đây bị bịt kín cả mặt tiền, không có lối ra vào, gây rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày của người dân. Phản ánh của khán giả Vân Hằng, trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Kỳ Anh là địa bàn có lượng xe quá tải hoạt động mạnh và rầm rộ nhất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, bởi nơi đây là một đại công trường đang trong quá trình xây dựng, trong đó có dự án Formosa. Mỗi ngày, trên các tuyến đường chính như quốc lộ 1A, quốc lộ 12, có hàng trăm lượt xe tải, xe ben tự ý cơi nới, bè chắn thùng xe thành xe để chở quá tải gấp 4 đến 5 lần so với thiết kế. Phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979 3 số cuối 687. Thời gian gần đây, nhiều người dân khi đi qua công ty trách nhiệm hữu hạn Breakvin ở cụm công nghiệp Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An thấy rất bức xúc vì những đống rác thải, đặc biệt là túi ni lông bị vứt tràn lan bừa bãi trước cổng công ty này. Thậm chí rác còn tràn xuống cả cánh đồng của nhân dân địa phương. Phản ánh của khán giả Thùy Dương có số điện thoại 0166 3 số cuối 728. Cũng như những làng nghề truyền thống khác của tỉnh Đồng Tháp, làng nghề đan mê bồ của xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh từ lâu đã được nhiều người biết đến. Thời gian gần đây,
nghề này phát triển trở lại, và đặc biệt là vào vụ Tết, những người còn bám nghề đều thấy rất vui. Hiện nay, làng nghề này đang được đầu tư quy hoạch nhằm khôi phục và phát triển bền vững, đồng thời tạo công ăn việc làm cho lực lượng nông nhàn ở vùng quê này, nhất là đối với lao động nữ. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Khắc Bình từ số điện thoại 0124, 3 số cuối là 367. Một khu vườn thu nhỏ với đầy đủ các loại rau quả sạch vừa mới xuất hiện gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các bậc cha mẹ cùng với các bé tự tay trồng và thu hoạch những loại rau này. Điều đặc biệt là vườn rau này mở cửa xuyên suốt vào hai ngày cuối tuần và hoàn toàn miễn phí. Qua sân chơi này, các em nhỏ sẽ hiểu hơn về quá trình lao động của một người nông dân, để từ đó các em biết trân trọng thành quả lao động của con người. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Hồ có số điện thoại 0906, 3 số cuối 963. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua, từ nay tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị từ chương trình. Đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HD05i kèm theo 3 tháng thuê bao do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số VTC Digital tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập chương trình lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố, trao giải các chương trình vào các chương trình chủ nhật. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh chia sẻ cùng chương trình, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn, hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.